Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Bonsai TV. Tôi đang có mặt tại nhà vườn Bắc Nhân, địa chỉ là Chậm Chay Thống Nhất Hưng Hà Thái Bình, để chia sẻ với quý vị và các bạn sau gần một tháng phẫu thuật tác nghiệp và sửa sang cây của anh Thuận Đồng Lát tại vườn nhà bác. Hôm nay tôi quay cận cảnh tất cả những cái tác phẩm vừa rồi đã qua xử lý, để gửi đến quý vị và các bạn cái quá trình hậu phẫu thuật sau khi chỉnh sửa thì cái mức độ phát triển của cây cối như thế nào, và các cái vết thương vết chỉnh sửa thì nó sẽ ra làm sao. Tôi chia sẻ với quý vị và các bạn để quý vị và các bạn tiện hình dung. Thì đầu cuốn video tôi cũng xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái dịch bệnh Covid đang lan tràn như này. Thì trước màn ảnh của quý vị là một cái phôi si bao vai. Thì như trước đây tôi đã ghi hình lại thì đây là một cái phôi si đã được tác động cũng khá là nhiều. Cụ thể là hai cái vai hai bên này, hai cái chỗ mà quấn cái băng màu xanh này là hai cái phần cắt rời ra và bỏ đi một khúc lối lại quý vị ạ. Thì bây giờ nó cũng phát triển khá là tốt rồi. Đây thưa quý vị các bạn. Đây là cái điểm lối này. Đóng đinh đây là quý vị này. Thì bây giờ như quý vị và các bạn cũng thấy này, đây là cái phần lối này và đây là cái phần nguyên bản là không tác động gì này. Thì cái cành lá nó cũng phát triển như nhau này, quý vị này, nó phát triển như nhau này. Đấy. Bên này cũng thế, thậm chí bên này lối này này. Lối đoạn này thì nó có cái rễ này, nó nuôi ngược lại nên bên này có vẻ nó phát triển hơn, nhanh hơn này. Đấy, cũng rất là tốt rồi. Thì ban đầu nó là một cái phôi cũng bình thường thôi, nhưng mà qua tác động chỉnh sửa cho cái độ lên xuống chập trùng của ba cái vai này, bây giờ tạo thành một cái phôi si khá là quý. Quý đấy. Cái phôi rất là chất lượng. Có lại nhiều hàng mua. Vâng, một cái tác phẩm si bây giờ cũng rất là nhiều người đang muốn săn lùng cái hàng như này. Đây là một cái phôi có chất lá đẹp này, búp hồng này, lá tròn dày này. Đây là một chất rất là đẹp. Và bên cạnh đấy thì là một cái phôi cái tên là võ say đúng không? Võ say. Võ say bác nhỉ? Võ say. Cây phôi này thì là một cái cây, nói chung là tôi cũng là một người rất là say cái cây này. Võ say. Đây là một cái cây, bây giờ lá nó mọc u tùm rồi, nhưng mà đây là một cái phôi có cái độ biến rất là lớn này. Nó có cái thân pháp rất là tuyệt vời, lu cục khắp thân. Bây giờ cây nó già mà nó phát triển rất là mạnh như này. Thực sự là như cái phôi này là cũng có người giả cái giá trị nên rất là cao rồi quý vị ạ. Tôi thích nhưng mà chắc cũng thích để đấy thôi. Và số tiền nó cũng rất là lớn. Đây là những cái cốt phôi rất là tương lai. Và bên cạnh đấy là một cái phôi khá là già như... Bác có nhớ cái phôi này là... Con này là trước là hai thân. Hai thân à? Hai thân. Con này hình như là đợt đấy... Con này là cũng cắt cỏ. Mạnh phết đây nhỉ? Ừ, con này cắt cũng quay xuống 180 độ. À vâng. Trước nó là hai thân, nó lên thế này. Vâng. Thế bây giờ quay là cắt cái này để đưa cây này về cây trực huyền. Vâng. Đấy. Quay ngược xuống đúng không? Quay ngược xuống. Vâng. Hả? Thì như quý vị đã thấy này, đây là cái vết thương, cái vết lối này. Cái vết nối thì cũng được băng bó rất là kỹ này. Trong cái quá trình làm ấy thì nó trời nó rất là nắng, cho nên là cuốn thêm vải cả vào thân để giữ độ ẩm cho thân. Thì như quý vị đã thấy này, nó phát nó ra đến tận đầu mặt cắt luôn này. Lẩy ra tận đầu mặt cắt luôn này. Rất là tốt. Đây, tất cả nó lẩy hết ra tận đầu luôn. Chia sẻ với quý vị và các bạn ấy, sau quá trình phẫu thuật này, thì được bác Nhân ở đây chăm sóc cũng rất là tỉ mỉ kỹ càng. Chỉ có khoảng hơn 20 ngày thôi mà nó phát triển lên như này. Thực sự là những người rất là yêu cây và chăm chút cho cây mới được cái thành quả tốt như thế này. Đây quý vị các bạn này, nó lẩy rất là nhiều. Chỗ cũng cắt. Thì đây là một cái cây cũng tác động rất là lớn và bây giờ nó phát như thế này. Cái này là trước cũng hoàn thiện rồi. Vâng. Nhưng mà trước nó là hai thân. Hai thân nó rất là doãn rồi. Nó doãn, nhưng bây giờ mình làm như này nó thành cây trực huyền. Vâng. Nói chung có một cái cành huyền này là quý lắm này. Và bên cạnh đấy là một cái
cây rất là già rồi. Cây này để... con này là con bò cạp. Vâng. Mà đã được đi hoàn thiện, đã được đi triển lãm trước nhà Thinh rồi đấy. Vâng. Đã được đi trưng bày rồi đấy. Đã được đi chơi rồi. Nhưng mà ở đi chơi rồi. Chơi mấy lần rồi. Vâng. Nhưng mà nó chưa hợp lý cho nên là vẫn làm lại đúng không? Tay cành nó không được rụt rịp. Vâng. Nên là trận này thôi thì... làm rất điểm. Làm rất điểm. Đây đây thưa quý vị, những cái cành nó lấy hết rồi. Đã lấy rồi đấy. Con này cũng cắt đi, xong là đóng đống đi. Đây. Con này những cái điểm cắt lối này. Lối. Đây cũng thế này quý vị này. À tôi như, tôi nhớ rằng đây là đây là cắt lối. Vâng. Cắt lối xong là nối hai hai cái thành một này. Thành một đấy. Đây, chỗ này là lối từ từ cái cành này vào cành này và từ cành này xuống đây này. Xuống đấy. Vâng. Đấy. Đây là gọi là cái chạc ba. Chạc ba đấy. Tôi vẫn nhớ cái này. Mà bây giờ nó lẩy hết như này. Đây quý vị này, lẩy. Đây. Thì những cái quá trình này dưỡng thương của công nhân khá là tốt. Đây cái ngọn này cũng xử lý và bây giờ cũng lẩy hết lên tận ngọn này. Nói chung là chơi gì chơi. Nếu mà ta đã chơi cây thì ta phải quan tâm về cây. Vâng. Đấy. Chứ mà ta cứ vất không để ý đến nó thì nói chung cây đẹp rồi cũng thành cây cây không đẹp. Nói chung là cũng cứ phải quan tâm chăm sóc. Phải chăm sóc. Vâng. Phải chăm sóc. Vâng, đây tiếp đến là một cái cây rất là già này. Phải nói là những cái gốc ở trong vườn nhà. Con này. À. Nhà bác thì nó toàn là bộ các con này là trước cũng cây nó hoàn thiện rồi. Vâng, cốt rất là già. Cốt già. À, nó cũng lấy đến tận đầu cành. Nó là dáng não. Vâng. Thế bây giờ mình chuyển ở vị trí trước này nó không được gọn gàng. Vâng. Đây bên dãy tiếp theo. Tiếp theo. Dãy tiếp theo đây là một cây xanh dây dáng cổ này. Xanh dây dáng cổ. Cây này thì trước nó cũng nung tung beng cả, đợt này được thu lại khá là ấm rồi. Cây này cũng xử lý nhiều đấy bác nhỉ? Xử lý nhiều. Cây này trông có con vẻ này, băng bó nhiều. Con này cắt vá vào đây, một này. Mấy này đây nữa, hai này. Đấy, cắt ra sau đó đưa thẳng nó vào. Thì nói chung là bây giờ mầm nó lên hết rồi. Đây nó mọc theo đúng như ý của mình. Nói chung là cháu để ý rồi, tất cả những các cái cành nó đều lẩy tận đầu cành đấy nhỉ? Đầu cành. Vâng, đây này, rất là đẹp. Đây là cái này nó lẩy chậm hơn một tí nhưng nó cũng lẩy rồi đấy quý vị này. Lẩy rồi. Cành là nên là muốn cho nó mà nảy ra đúng của nó là mình phải che đậy. Vâng. Xong lúc nào giữ được nhiệt độ độ ẩm cho nó. Vâng. Quý vị các bạn nhìn cái bộ rễ nó phát mạnh như này các bạn. Đây. Rễ nó ra. Vâng, phát rất là mạnh đây. Chỉ có 20 ngày thôi mà nó đã bò cỡ 30-40 phân rồi. Đây quý vị này, đây cái rễ này nó tràn này. Vâng, bên cạnh đấy là một cái phôi rất là gấu này. Phôi này, cái video clip làm cái phôi, tôi gọi là cái phôi vai bò đấy. Thì cái phôi này là đông người xem lắm này. Một trong những cốt rất là quý. Thì qua ống kính của tôi cũng muốn gửi gắm lên quý vị và các bạn là khi mà sau quá trình mà mình cắt đấy, tỉa tạo tác ấy thì cái vấn đề chăm sóc tôi nhấn mạnh rất là kỹ cái này để anh em quan tâm đấy, trong như trong vườn của nhà bác Nhân này cái số lượng cũng rất là nhiều, bác đã phải dùng cả lưới này, mua lưới may lại này. Mua lưới đấy, ta phải đầu tư cơ. Vâng, đầu tư cả về thời gian lẫn tiền bạc lẫn công sức này. Công sức thì mới có được cái thành quả như thế này. Giữ được cái độ che nắng che mưa cho nó độ ẩm. Đây là những cái cột phôi rất là quý này, gầm ghì này. Toàn bộ cái loạt này sau khi xử lý thì cái độ phát triển của nó rất là nhanh các quý vị. Bên đây là những cái cốt già thì nó lẩy rất là mạnh. Vâng, cái cốt đẹp như thế này. Con này trước cũng hoàn thiện. Vâng. Nhưng bây giờ cũng phải thu vào. Trông rất rụt rịt. Và hai thân đẹp này.
Và bên cạnh đấy thì là một cái phôi này là cái dáng bonsai đương đại đấy quý vị này. À, phôi này quả là một cái phôi tuyệt vời. Hàng đầm nùn, nu cục, thân méo mó biến dạng, đường chạy rất rõ ràng. Một cái cây đang trực rất là đẹp. Tôi sẽ zoom gần để cho quý vị và các bạn cùng nhìn thấy cái độ biến của thân cây này. Toàn bộ lu cục khắp trên thân luôn. Cây này cũng rất là giá trị quý vị. Cái này khoảng hai người khênh nhẹ nhé. Một người bê thì hơi nặng, hai người khênh nhẹ. Hai người khênh nhẹ. Cây đẹp quá quý vị ạ. Cả hai mặt luôn. Thân là lu biếu này. Nó chảy ngũn hết rồi. Đây là một trong những cái cốt mà đang ở trong cái tầm vóc mà gọi là bonsai đương đại đấy quý vị. Rất quý. Vâng, bên cạnh đấy cũng là một cái cốt mini. Tốt quá bác nhỉ. Lá nó mướt lên này. Lá mướt. Đã thật. Con ba vai. Vâng, con ba vai cũng khá là đẹp. Thân nói chung là mới đưa sang đây chưa trồng. Vâng. Để cho nó khô. Ngày mai ngày kia bắt đầu mới trồng. Nó khô đầu rễ hả? Đầu rễ. Vì trước là nó ở cái chậu to. Vâng. Nhưng mình muốn đưa nó sang cái chậu nhỏ này cho nó vừa. Cho nó vừa. Chứ để trong vườn nó to quá. Vâng. À bác còn nhớ cái cây này không nhỉ? Cái cây này. Quá. Cây này là cây hai thân. Vâng. Nhưng mà trước nó ngắn lên đây. Thế là Thuận nó lấy một cái cành khác nó đưa vào đây. À, đóng vào cái đóng đầu. Vào, đóng vào cái đầu đây. Vâng. Đấy. Thì bây giờ nó đã ra rồi đây. Đấy. Vâng. Đây. Đấy. Hết nhỉ. Sống hết rồi. Thì trước là thì, nó chỉ đến đây nhỉ. Đến đấy thôi thì cái cây này là nó trông nó rất cục mịch. Vâng. Nhưng đến khi mình đưa được cái ngọn của cái tay này vào. Vâng. Thì trông cây nó khác. Thế mà đến bây giờ đây này cũng chăm nó cũng ra được hết rồi. Đây. Vâng, quý vị nó lại đến tận này, đầu mặt cắt luôn. Tận đầu mặt cắt. Đấy, kinh khủng luôn. Đây, đây cái này lại tận đầu mặt cắt này quý vị. Nên là cái này thì nó đây này nó sưng mép nó xanh gì rồi này quý vị này. Báo cáo với anh em chơi cái giới chơi cây là ta phải chịu khó bảo dưỡng. Đây cái rễ này, rễ nó phun. Giữ độ ẩm được cho nó. Vâng. Đấy, rễ nó ra khỏe lắm. Đấy, chia sẻ với quý vị và các bạn này. Qua ống kính của tôi thì tôi nhận thấy rằng là 100% các cái ca phẫu lặng ấy đều cấy ghép ấy thì đã phát triển hết rồi quý vị nhé. Và đây nó cũng là một cái cây này như là bỏ đi một khúc đây. Bỏ đi một khúc đây. Đúng rồi, cây này bỏ một khúc này. 7-8 phân đây. Vâng. Để nó thấp xuống này trước rồi cái nó cao lên. Vâng, bỏ một khúc xong là xoay lại đúng không? Xoay lại. Vâng. Hơi xoay lại một tí. Thì bây giờ nó đã lên hết rồi. Vâng. Đấy. Anh em nhìn này. Đấy. Đây quý vị và các bạn so sánh này, đây là cái phần nguyên bản này. Nguyên bản đấy. Không cắt gì thì nó cũng lên như này. Ừ. Mà cái phần cắt đi lối lại mà nó cũng lên này. Nó lên. Thậm chí nó còn thậm lên chí mạnh dài hơn. Đấy. Ừ. Thì quý vị và các bạn cũng thấy là cái độ phát triển của nó cũng không bị gọi là sốc lắm đâu. Không thì, bị thua kém gì. Và như cái cây này hôm bắt đầu phẫu thuật ấy thì Thuận cũng chia sẻ là cái rễ này là một cái dữ liệu rất là tốt này. Ừ. Đấy. Đấy. Thì có một số anh em cũng nói là cái rễ này nó ở đầu cành thì làm sao nó nuôi được vào trong. Thì cái giống xanh si ấy, thì nó có điểm đặc biệt quý vị ạ, là nó sẽ nuôi ngược trở lại được. Ngược trở lại được. Vâng, đấy cho nên là đây là một cái mà quý vị và các bạn cũng hiểu biết thêm về cái món xanh si này. Chia sẻ với quý vị và các bạn. Nó dưới rồi chứ. Nó dưới rồi. Vâng, đấy thì như cái phôi này đó quý vị và các bạn cũng nhìn này, nó phát triển rất là tốt. Và tôi đi quay tôi đã từng chứng kiến những cái vụ cắt để nó nuôi ngược trở lại chất dinh dưỡng, chạy ngược trở lại cái đường phát triển của thân đấy. Thì riêng giống xanh chi nó làm được cái việc đấy quý vị ạ. Chia sẻ với quý vị để quý vị và các bạn tiện hình dung. Khi mà có cái dữ liệu tốt như này thì những cái ca phẫu thuật này là mình có thể làm được. Đây là một cái phôi mà cái phương án xử lý cuối cùng là nhấc ra trồng lại này, tạo thành hai con rồng
thành con rồng. Và thành đôi long dáng này. Hai con rồng đang từ trên cuộn trời vào nhau. Dáng xuống đất này. Một đằng long thăng như long dáng quý vị. Này, những cái phổi rất là đẹp này, phát triển quá mạnh. Chia sẻ với quý vị và các bạn là quá trình phát triển của các cái phổi sau gần một tháng, khoảng hai mấy ngày đấy quý vị, tại vườn nhà bác Nhân. Quá tuyệt vời. Vâng, đây những cái vết là xử lý kỹ thuật này lên là khá là mạnh nhỉ. Qua ống kính của tôi thấy rằng những cái phôi nào mà càng già thì cái độ phát nó càng lớn quý vị ạ. Tất cả cây thì còn mỗi một con này nó chưa ra. Vâng. Đây là cái con nong cấy này. Nong cấy. Nó ra hơi, nó hơi chậm quý vị ạ. Hơi chậm thôi. À, nó cũng đang nhú rồi. Đang nhú rồi. Đang lẩy mắt rồi. Nhưng mà lúc nào tôi cũng giữ độ ẩm cho nó đây. Đây mầm ra rồi. Đấy. Đấy ra rồi. Đấy. Đây. Đấy. Thì như con này là cấy ở rễ cho nên là nó chậm hơn. Nó chậm hơn những con kia. Vâng. Thì nó là rễ. Đây là còn mỗi một cái ca này gọi là nó chậm nhất. Chậm thôi. Chậm thôi nhưng mà nó cũng lẩy rồi. Lẩy. Đấy thì chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây thậm chí là cái cành bác nó dâm mà nó cũng lẩy như này rồi này. Con Huyền rất là đẹp này. Vâng, tiếp tục là những cái phôi này. Những phôi rất là giá trị như này. Toàn bộ những cái cốt rất là liền lạc. Đầm nồn. Đấy, ra hết rồi. Vâng. Theo đúng như ý của mình. Qua quan sát thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái điểm lẩy mầm rất là đẹp. Gần như là toàn bộ đầu cút hết quý vị. Con này mới là con ác này. Vâng. Con này mà lên con này nó mới trùn ác này. Vâng. Con này thì cái giống nó là lưu cục rồi. Lưu cục. Đấy. Vâng. Đây là một trong những cái cốt rất là quý này. Đây này mọc đúng như ý hết. Vâng. Toàn bộ lấy là đầu mặt cắt nhỉ. Đầu thế cắt. Mới khỏe. Đây nữa này. Vâng. Đúng đầu cắt. Vâng. Đấy. Đấy. Đấy thế đúng đầu cắt này. Đặc biệt là cái phôi này rất là nu nha quý vị, nu đó, toàn bộ cái phần trên thân này là nu hết này. Phôi này cũng rất là nhiều người săn đón này. Phôi sát đấy. Và đây một cái phôi nữa này. Phôi ba thân. Phôi rất gấu. Thân rất là to nha quý vị. Đây sau khi mà xử lý cô lại bộ đế này, bây giờ bộ đế khá là đẹp. Hai mặt đều rất là sâu cây. À, tôi sẽ hướng ống kính để chia sẻ một số cái cây mini bác cũng chăm sóc rất là kỹ càng. Như quý vị và các bạn cũng thấy rằng sau quá trình tạo tác kỹ thuật ấy thì bác cũng sắp xếp lại vườn khá là đẹp quý vị ạ. Đây là một số cái cây mini bác xếp rất là gọn gàng ở đây rồi. Đang phát khá là mạnh. À, những cái cốt xi rất là quý này. Trong vườn nhà bác cũng rất là nhiều cốt mini đẹp đấy quý vị ạ. À, quý vị nào yêu thích cái dòng bim bim ấy thì có thời gian này trở về nhà bác thì uống nước những cái cốt xi tuyệt vời như này. Còn phía trong kia thì cũng rất là nhiều cây bác đang nuôi dưỡng.
Vâng, tôi cũng xin dừng cái cuốn video ở đây. Chúc quý vị và các bạn là một ngày thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, tránh được cái dịch bệnh Covid rất đang phức tạp như này. Chúc quý vị và các bạn có những cái tác phẩm thật rất là đẹp cho tương lai. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những cuốn video sau. Xin chào. Hết một vòng tròn.